Xin chào Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube MCNA Chuyện audio tiên hiệp Đây là tập 95 của Tiên nghịch Tác giả Nhĩ Căn Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo Để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA Cũng như để lại bình luận Like và share video để ủng hộ cho mình nhé Trong phòng trên lầu 3 có đệ tử luyện khí các đưa tới hoa quả đặc sản của Tu Ma Hải. Ngồi ở vị trí này, chỉ cần nhìn xuống phía dưới là có thể nhìn thấy vị trí giữa đại điện tầng 1 có một cái bục rất cao. Đó là nơi tiến hành đấu giá trong ít phút nữa. Hai người Vương Lâm và Lý Mộ Uyển nhẹ giọng nói chuyện. Lý Mộ Uyển khi thì lộ ra nụ cười vui vẻ, ánh mắt nhìn Vương Lâm tràn chứa yêu thương và thỏa mãn. Lữ Phi và Thiết Nham khoanh chân nhắm mắt ngồi cạnh cửa, Hai người bọn họ trên đường đi lại được Vương Lâm chỉ điểm thêm vài câu. Tu luyện lại càng thêm chăm chỉ, gần như nắm chặt tất cả thời gian của mình để nâng cao tu vi. Dựa theo cách nói của Vương Lâm, chỉ có thể đem linh lực pha tạp trong cơ thể toàn bộ đồng nhất mới có thể tiến hành cảm ngộ hóa thần. Dù sao, hai người bọn họ tuy rằng là Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng nhiều năm như vậy rồi vẫn không phải là đại viên mãn. Muốn hóa thần, nếu như không có gì đặc biệt, chỉ có thể từng bước một đạt tới đại viên mãn mới có thể thử tấn công vào hóa thần. Từ khi đi theo Vương Lâm, niềm tin của hai người bọn họ đối với việc hóa thần là chưa từng có từ trước tới nay. Trên thực tế, tuổi thọ của hai người này tuy nói so với Lý Mộ Uyển có cao hơn, nhưng mà cũng không nhiều. Nếu như trong trăm năm họ không thể nào hóa thần, vậy thì chỉ có thể trở về cát bụi. Đó cũng chính là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất mà hai người quyết tâm đi theo Vương Lâm. Vào lúc này, đột nhiên một đạo thần thức ở trên lầu ba quét ngang qua phòng. Lữ Phi và Thiết Nham mở mạnh hai mắt, sau đó hừ nhẹ một tiếng thần thức lữ phi lập tức tản ra và chạm cùng một chỗ với thần thức vừa tấn công tới lập tức từ trong phòng ở bên trái phát ra một tiếng hét thảm thần thức đó lập tức biến mất từ đầu tới cuối vương lâm đều không hề ngẩng đầu hắn vẫn cùng với lý mộ uyển nhẹ giọng nói chuyện cùng nhau hắn biết mình những năm gần đây gần như rất ít ngày bồi tiếp với lý mộ uyển đối với lý mộ uyển trong lòng vương lâm ngoại trừ sự yêu thương ra thì phần lớn là sự dày dứt phòng bên trái lại truyền đến một đạo thần thức hiển nhiên là thần thức của mấy người đan vào làm một sau đó quét tới anh mắt thiết Nham lóe lên cũng tàn ra thần thức kết hợp cùng với lữ phi mạnh mẽ và chạm tới lá gan thật lớn ta thực sự muốn xem kẻ nào kiêu ngạo như vậy từ phòng bên trái truyền ra một tiếng hừ lạnh dưới tiếng hừ này thần thức của lữ phi và thiết Nham lập tức tiêu tán nhưng hai người bạn họ cũng không bị thương mà chỉ cười lạnh Tông chủ, tu vi của người này không phải hóa thần, chẳng qua thời gian tại Nguyên Anh Hậu Kỳ dài hơn so với chúng ta mà thôi. Chắc là Nguyên Anh Hậu Kỳ đại viên mãn. Lữ Phi vừa dứt lời, từ phòng bên trái có một người bước ra. Người này mặc áo tía, mái tóc hòa dâm, không giận mà uy, đi ra khỏi phòng. Hắn bước nhanh về phía phòng bọn Vương Lâm. Đáy lòng hắn thực sự có chút tức giận vốn đệ tử của hắn nhìn thấy hứa la của luyện khí các tự mình dẫn đường đưa người tiến vào lầu ba hắn tò mò nên mới dùng thần thức tìm hiểu xem thế nào nhưng không nghĩ tới hắn lại bị đối phương đánh tan thần thức suýt một chút nữa thì bị thương khiến cho hắn mới giận dữ đi ra lão già bước mấy bước đi tới phòng của vương lâm nhấc dèm cửa lên nhìn vào bên trong nhưng đúng vào lúc này vương lâm ngẩng đầu lên lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái ánh mắt lão già và vương lâm chạm phải nhau ngay lập tức hắn lùi lại ba bước, chán đầy mồ hôi. Chỉ đúng một cái liếc mắt đó đã khiến cho Nguyên Anh trong cơ thể hắn suýt một chút nữa thì vỡ. Hắn lập tức phản ứng lại. Người tuổi trẻ kia chắc chắn phải là tu sĩ hóa thần. Lão già trong lòng kêu khổ. Nếu như biết sớm, mình thế nào cũng sẽ không tiến tới mà tìm một vị tu sĩ hóa thần kỳ gây phiền toái. Nhưng đúng lúc này, hắn cũng chẳng dám di động, chỉ có ôm quyền chua sót nói. Vãn bối không biết có tiền bối ở chỗ này. Nếu như có chỗ nào không phải, mong được tha tội. anh mắt Vương Lâm rơi và trầm tư. Hắn vừa nhìn thấy đối phương, hắn đã có cảm giác người này có điểm quen thuộc. Xác nhận là người quen của mình năm xưa tại Tu Ma Hải. Nhưng chỉ có điều, thời gian trôi qua đã quá lâu rồi, trong lúc nhất thời khó có thể nhớ ra nổi. Đúng vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười dài. Ngay sau đó, lão già đầu bạc có được thao thú của luyện khí các đi lên trên lầu ba. Hắn cũng không nhìn lão già áo tía kia một cái, mà đứng trước cửa phòng Vương Lâm, cười nói. Nghe nói, lần bán đấu giá này của tệ các có đạo hiểu hóa thần tới chơi. Hồ mỗ vui sướng đến đây muốn gặp, lại không nghĩ rằng hóa ra là bạn cũ. Trong lúc nói chuyện, rèm cửa tự động nhấc lên. Lão già đầu bạc thông dong tiến vào. Lữ Phi và Thiết Nham lập tức biến sắc, vội vã lui về phía sau, đứng sau Vương Lâm. Ngồi. Vương Lâm mỉm cười, vẻ mặt vẫn như bình thường. Lão già đầu bạc liếc mắt nhìn Lý Mộ Uyển một cái, ngồi ở một bên, cười cười nói. Năm đó từ biệt, đạo hữu vẫn khỏe mạnh như cũ. Không biết là lấy được mấy cái hỏa tuyến rồi. Vương Lâm trong lòng sực nhớ lại, năm đó ở ngoài tói tinh loạn, hắn đội mũ dơm không để cho người này nhìn đến hình dạng. Nhưng không ngờ hôm nay hắn liếc mắt một cái đã có thể nhận ra được mình. Nói như vậy chắc chắn có chỗ thần thông. Vương Lâm thần sắc vẫn như bình thường, cười nói. Cửa động đó quá nhỏ, không lấy được bao nhiêu cái. Lão già gật gật đầu, lại nói. Lão phu ngày đó cũng chịu giới hạn của cửa động, không lấy được nhiều lắm. Tuy nhiên, mấy năm trước, ta lại đi lên xem, lại phát hiện ra có mấy bó to hơn mấy lần. Vẻ mặt của hắn vẫn rất thản nhiên. Sau khi nói xong, hắn nhìn về phía Vương Lâm. Đối với Vương Lâm, trong lòng hắn có một chút kiêng kỵ. Nếu như không phải hắn tu luyện một loại thần thông có thể dựa vào hình thể để đánh giá thân phận, hôm nay cũng sẽ không thể nào nhận ra được người này chính là người đội mũ rơm nằm đó. Giờ phút này, lão già áo tía ở ngoài phòng hơi có chút xấu hổ. Hắn không dám rời khỏi, chỉ có thể đứng ở bên ngoài như vậy. Trong lúc lão già đầu bạc và Vương Lâm nói chuyện cùng nhau, cuộc đấu giá ở lầu 1 đã bắt đầu. Xuất hiện đầu tiên là một ít linh đàn pháp bảo rất được hoan nghênh. Lý Mộ Uyển im lặng ngồi bên cạnh người Vương Lâm, dịu dàng và trang nhã. Khi thì nhìn đấu giá dưới lầu, khóe miệng thủy chung mang theo một nụ cười. Ánh mắt lão già đầu bạc lóe lên, hắn nói: "Đào Hiếu, ta nhìn ngươi có một chút quen mặt." ngoại trừ lần trước bên ngoài toái tinh loạn, hai chúng ta đã từng gặp nhau qua chưa? Trên thực tế, từ khi hắn mới tiến vào trong phòng, nhận ra Vương Lâm chính là người năm xưa bên ngoài toái tinh loạn, đáy lòng hắn vẫn luôn nghi hoặc. Bộ dạng của Vương Lâm làm cho hắn có một loại cảm giác quen thuộc hơn nữa, nhưng nghĩ thế nào cũng không nhớ mình đã gặp qua vào khi nào. Hiện tượng này phát sinh ở trên người một tu sĩ hóa thần, đúng là không hề gặp nhiều. Lão già đầu bạc rất tin tưởng, nếu như là mình đã từng gặp qua hắn rồi vậy thì tất nhiên sẽ không thể quên được vương lâm hơi nhíu mày không trả lời hắn ngoắc móc tay về phía lão già áo tía đứng bên ngoài phòng lão già áo tía nhẹ nhàng thở ra một hơi trong lòng bước lên vài bước tiến vào bên trong cung kính nói vạn bối là khâu tứ bình bái kiến tiền bối nói xong hắn lại chuyển hướng về lão già đầu bạc nói một câu như vậy Lão già đầu bạc khẽ ừ một tiếng xem như trả lời. Ánh mắt hắn hiện lên một tia không hài lòng. Thầm nghĩ, ngươi và ta đều là tu sĩ hóa thần. Ta hỏi ngươi không trả lời cũng được. Làm gì phải chịu tập tiểu bối nguyên anh kỳ này đi vào? Vương Lâm mỉm cười nói. Khâu đạo hiếu, nhiều năm không thấy, cũng không có gì thay đổi. Khâu Tứ Bình lập tức ngẩn ra, ngay cả lão già đầu bạc ánh mắt cũng lóe lên, nhìn Khâu Tứ Bình, khâu tứ bình cẩn thận nhìn vương lâm vài lần càng nhìn lại càng cảm thấy quen mắt nhưng hắn như thế nào cũng không nhớ được gặp vương lâm khi nào vì vậy rất cẩn thận hỏi tiền bối biết vãn bối vương lâm khẽ cười nói thời gian quá dài chỉ sợ ngươi cũng đã quên nếu như không có nghe được tên của ngươi ta cũng không nghĩ ra được khâu đạo hiếu hai nguyên anh năm xưa Ngươi và ta mỗi người một cái. Còn có cả Ngọc Giản ghi lại bản đồ. Nhớ ra chưa? Ánh mắt Khâu Tứ Bình lộ ra một vẻ không thể nào tin nổi. Hít vào một hơi, thất thanh nói. Vương Lâm, ngươi, ngươi lại có thể hóa thần sao? Vương Lâm gật đầu, sau đó nhìn về phía lão già đầu bạc, cười nói. Vậy Hồ Đạo Hiếu đã có thể nhớ ra chưa? lão già đầu bạc trong mắt lóe lên sự khiếp sợ nhìn qua vương lâm hồi lâu sau lại cười khổ nói ta đã nghĩ ra rồi không nghĩ tới tu sĩ kết đan năm đó hôm nay đã đạt tới hóa thần hắn đúng là nghĩ ra được năm đó vương lâm và khâu tứ bình này ở chung một chỗ sau khi hắn gặp được liếc mắt một cái liền nhìn ra trong cơ thể vương lâm có một cỗ lực lượng kỳ dị mơ hồ là cực cảnh trong truyền thuyết hắn động lòng ham muốn cưỡng ép muốn thu người này làm đồ đệ để xem xem có thể lấy cái loại lực lượng kỳ dị đó ra hay không. Nhưng chẳng qua, hắn không thể nào nghĩ tới. Mấy trăm năm sau gặp lại, đối phương dĩ nhiên cũng đã hóa thần. Hơn nữa tu vi ngang ngửa với mình. Ý niệm trong đầu hắn ngày xưa lập tức tan tành mây khói. Khâu Tứ Bình hoàn toàn ngây dại. Chỉ nhớ ngày xưa, từng cảnh từng cảnh hiện ra trong đầu hắn. Vương lâm này từ đầu đến giờ vẫn luôn đè trên đầu trên cổ hắn, Lúc kết đan, hắn đánh không lại Vương Lâm. Sau khi Nguyên Anh, hắn vẫn đánh không lại. Hiện tại mình đã tới Nguyên Anh hậu kỳ đại viên mãn, nhưng khi lại nhìn thấy Vương Lâm, đối phương đã hóa thần rồi. Lão già đầu bạc cười ha ha nói. Việc năm đó cũng là hồ mỗ lỗ máng. Vương Đạo Hiếu, xin đừng trách ta. Nói xong, hắn chuyển đề tài nói. Không biết là Vương Đạo Hiếu lần này tới tệ các là vì loại pháp bảo nào? Vương Lâm cười nói. Phương thuốc lục phẩm. Lão già đầu bạc mặt mày có vẻ ngượng nghịu nói. Nếu như là đồ vật khác, tại hạ có thể làm chủ đưa cho Đạo Hiếu. Nhưng chỉ có điều, phương thuốc này là người gửi bán, hồ mỗ không thể nào hỗ trợ được. Không sao nếu như đổi không được, vương mố sẽ công bằng đấu giá. Vương Lâm lắc đầu nói. Lão già đầu bạc cười ha ha, không nói gì nữa. Lúc này, trong đại điện ở lầu 1 đã bán đấu giá rất nhiều pháp bảo linh đan. Ngày sau đó, hứa là đi lên trên bục cao, cao giọng nói. Tiếp theo là một kiện bảo vật rất quan trọng. Vật này các vị đạo hiếu đều đã biết. Đó chính là phương thuốc lục phẩm Phương thuốc này trong thời gian ở luyện khí các của chúng ta không hề được mở ra. Bên trên đó có phong ấn của người bán. Mọi người nhìn một cái là biết. Đan dược lục phẩm chỉ có ở tại Chu tước quốc mới có thể luyện chế ra được. Nhưng nếu như là có phương thuốc vậy thì lại khác. Giá trị của vật này mọi người trong lòng đều biết rõ ràng. Ta không cần phải nói gì thêm nhiều. Nhưng chỉ có điều, quy củ này hơi có một chút thay đổi. Phải là thượng phẩm linh thạch giá thấp nhất. Nếu như là có pháp bảo, Luyện khi các chúng ta cũng có thể định giá tại chỗ Ba tầng bảo tháp lập tức ăn tính lại Lúc này đây Tất cả mọi người nhìn chính là vì phương thuốc này mà tới Vì vậy lần lượt đã có người kêu giá Lý Mộ Uyển hơi có một chút khẩn trương Vừng lâm vỗ nhẹ lên trên tay nàng một chút Ngay từ đầu Vẻ mặt của hắn vẫn không đổi Nhìn về phía lầu một Trên mặt khâu tứ bình lộ ra một vẻ chua xót. Lần này hắn tới cũng là bởi vì phương thuốc này nên hắn đã chuẩn bị cực kỳ sung túc. Nhưng hiện tại hắn không một chút nào dám lên giá. Rất nhanh, giá cả liền đã được nâng đến một vạn khối thượng phẩm linh thạch. Giá cả này ở Tu Ma Hải có thể nói là một khoản tiền rất lớn. Hơn vạn linh thạch. Ánh mắt vương lầm lóe lên. Thượng phẩm linh thạch ở trong túi hắn đúng là không có hơn vạn khối. Nhưng chỉ có điều, một khối cực phẩm linh thạch cho dù chỉ là một khối thôi, cũng là một vật vô giá. Nếu như đưa cực phẩm linh thạch ra, cũng có thể sẽ đẩy hết tất cả mọi giá. Nhưng hiển nhiên là một khối sợ rằng không đủ. Cuối cùng nếu như cần, thì phải dùng đến vài khối. Tuy là có thể đổi được đến phương thuốc này, nhưng thiệt hại đúng là không nhỏ. Đương nhiên, nếu như lấy tiền ngọc ra để đổi cũng có thể đổi được. Chỉ là với tính tình của Vương Lâm, tuy nói phương thuốc lục phẩm này hắn nhất định cần có, nhưng nếu như là giá trị của nó quá lớn, hắn sẽ không trực tiếp đổi lấy. Vương Lâm suy tính một chút, tay vỗ vào túi chứa đồ, lấy ra từ trong đó một cái tượng gỗ điều khắc. Phò tượng gỗ điều khắc này là năm xưa hắn điều khắc thuộc về loại chưa hoàn chỉnh. Tuy nói ở trên nó ý cảnh hóa thần nhưng lại rất mờ nhạt, như có như không, nhưng mà có được thực lực nguyên anh hậu kỳ. Hơn nữa, bên trong đó có một ít huyết kinh mạch, như vậy phò tượng gỗ này hoàn toàn giống với khối lối và có thể sử dụng. Loại pháp bảo này đối với tu sĩ Tu Ma Hải mà nói có thể nói rất quan trọng. Lão già đầu bạc ánh mắt trượt lóe lên, nhìn tượng gỗ điều khắc kia có vẻ xúc động. Hắn để ý không phải là thực lực của nó mà là phương pháp chế tạo. Luyện khí các nhiều luyện khí mà nổi tiếng. Phương pháp luyện khí của lão già đầu bạc này tự nhiên không thấp. Hắn liếc mắt một cái thôi đã có thể nhìn ra được sự không tầm thường của bức tượng gỗ này. Không chỉ là một tia ý cảnh hóa thần như có như không, hay là huyết kinh mạch lưu chuyển đều có thể nói là khéo léo tuyệt vời. Nhưng chỉ có điều, hắn cảm giác ra được huyết kinh mạch bên trong giống như từng gặp qua ở địa phương nào đó. Vương Lâm lấy tượng gỗ điều khắc, ném xuống phía dưới, lại nói. Lấy vật này đặt giá. Hứa là vẫn chú ý tới lầu ba. Giờ phút này, hắn nhìn thấy tượng gỗ lập tức lại nhảy lên. Sau khi bắt được, lập tức cung kính dạ một tiếng, rồi lại giao cho vài người giám định pháp bảo bên cạnh. Vài người giám định vừa thấy tượng gỗ, sắc mặt biến đổi nhỏ giọng bàn luận. Lão già đầu bạc cần nhắc một chút, bỗng nhìn ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Vương Lâm, nói. Đạo Hiếu, huyết kinh mạch trong tượng gỗ này chính là thuật băng tuyết khôi lỗi của tuyết vực quốc sao? Vương Lâm nhìn lão già đầu bạc một cái. Đối với việc lão ta có thể nhận ra được phương pháp của tuyết vực quốc mà hơi có chút kinh ngạc. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút thì người này ở hóa thần kỳ đã nhiều năm rồi, hơn nữa thân là người nắm quyền luyện khí cát, vậy cho nên kiến thức của hắn rộng rãi cũng đâu có gì kỳ quái. Ngay lúc Vương Lâm gật đầu, một vài người giám định đều ngẩng đầu, trong đó có một người trầm giọng nói. Vật này chúng ta chưa gặp qua, nhưng có thể xác định công hiệu của nó cũng giống như khôi lỗi nguyên anh hậu kỳ. Giá cả 5.000 thượng phẩm linh thạch. Lời nói vừa dứt, ánh mắt mọi người ở lầu một nhìn về phía tượng gỗ, đồng thời ngẩng đầu nhìn lướt qua lầu ba. Vương Lâm nhướng mày, giá trị của vật này tuyệt đối không chỉ là có năm ngàn linh thạch lão già đầu bạc lông mày nhíu lại hừ nhẹ một tiếng cứ giống như truyền âm những người giám định này không được nhìn vật đó nhưng với tu vi của hắn nhìn một cái lập tức thấy được giá trị của nó không cần nói cái gì khác chỉ cần huyết kinh mạch bên trong đó là có thể khiến cho giá trị của nó được tăng cao lên rồi càng không cần phải nói ở bên trên ẩn chứa một tia ý cảnh hóa thần Đối với phương thuốc lục phẩm đã nâng giá đến hơn vạn linh thạch mà nói, 5 ngàn linh thạch này hiển nhiên là không đủ. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh không nói gì, mà chỉ nhìn thoáng qua cửa phòng nơi này. Không được bao lâu, có một cô gái vô cùng xinh đẹp từ trên lầu 2 đi lên. Nàng đứng ở cửa cung kính bái chào Vương Lâm, sau đó đi vào trong phòng, đặt xuống một cái ngọc giản màu tím sau đó lùi ra. Đạo Hiếu, khôi lối kia của người lão phù mua cái ngọc giản màu tím này có thể ở bất cứ một cửa hàng nào của luyện khí các chúng ta, đổi lấy hai vạn thượng phẩm linh thạch. Lão già đầu bạc mở miệng nói. Vương Lâm mỉm cười, cũng không nhìn cái ngọc giản đó, mà hướng về lầu một cao giọng hô. Ta ra giá, hai vạn thượng phẩm linh thạch. Lời nói vừa ra, lập tức vang dội Cùng lúc này trong phòng chính giữa lầu ba, có giọng của một người con gái vang lên ba vạn thượng phẩm linh thạch. Vương Lâm nhướng mày. Vào giờ phút này, Khâu Tứ Bình cắn răng một cái, thấp giọng nói. Vương Huynh, ở chỗ của ta còn có bốn ngàn thượng phẩm linh thạch nữa. Không cần. Thành âm Vương Lâm rất bình thản. Ba vạn thượng phẩm linh thạch, cho dù là ở chú Tước Quốc cũng là một con số rất lớn. Qua thật lâu không có ai tăng giá, cuối cùng phương thuốc lục phẩm này bị người trong phòng giữa đoạt được dù sao phương thuốc lục phẩm này tuy rằng hiếm có nhưng tài liệu để luyện đan tuyệt đại bộ phận đều đã không có dấu vết vậy cho nên ba vạn linh thạch dĩ nhiên là cái giá trên trời đương nhiên nếu như trực tiếp là đan dược lục phẩm thành phẩm thế thì lại khác lão già đầu bạc khẽ lắc đầu đứng dậy rời đi cái ngọc giản màu tím kia hắn không có lấy đi mà cứ để ở trên bàn đi thôi Vương Lâm đứng lên, thu hồi ngọc giản, sắc mặt vẫn như bình thường. Chẳng qua trong ánh mắt của hắn lóe lên một tia lạnh lẽo. Sau khi cùng với Lý Mộ Uyển xuống lầu, trở lại nhà trọ. Vương Lâm, phương thuốc đó cũng không có gì cả. Hơn nữa, chúng ta cũng không biết trong phương thuốc này ghi chép loại thuốc nào. Lý Mộ Uyển ở trong phòng nhẹ giọng nói. Vương Lâm mỉm cười. Mỗi ở chỗ này chờ ta. Phương thuốc đó Ta nhất định phải có. Lý Mộ Uyển do dự một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Vương Lâm liếc nhìn Lữ Phi và Thiết Nham. Bảo vệ nàng. Lữ Phi và Thiết Nham lập tức dạ một tiếng. Thần hình Vương Lâm tiến về phía trước một cái, lập tức biến mất. Đến khi xuất hiện, hắn đã ở bên ngoài thành ma nghịch. Thần thức hắn đảo qua, Thần hình lại biến mất, sau đó xuất hiện trên một vách núi cách đó hơn ba ngàn dặm. Vào lúc này, ở trên vách núi có một người con gái mặc áo xanh che mặt bằng lụa trắng. Ở phía sau nàng có đứng một lão già. Ánh mắt lão già bình tĩnh. Trong cơ thể hắn hình như là không có linh lực dao động. Vào lúc thân hình vương lầm xuất hiện, ánh mắt lão già lóe lên, bắn ra vô số tia sáng. Ván bối chu ngạn hoành, tham kiến tiền bối. Thành âm của người con gái kia hết sức êm tai. Sau khi nhìn thấy vương lâm, anh mắt vẫn hết sức bình tĩnh Người dẫn ta tới chỗ này Nếu như không nói ra nguyên nhân khiến cho ta vừa lòng Vậy thì đừng trách ta vô tình Vậy mặt Vương Lâm vẫn rất thản nhiên Hai mắt của người con gái áo xanh sáng lên Mỉm cười duyên dáng nói Tiền bối tâm trí hơn người Vãn bối rất khâm phục Người con gái này cũng ở lầu ba Tự nhiên biết mọi chuyện phát sinh ở lầu ba biết rõ Vương Lâm là tu sĩ hóa thần, nhưng khi nhìn thấy hắn ra giá hai vạn linh thạch, không ngờ vẫn nâng lên thêm một vạn, tự nhiên là có ẩn ý. Hơn nữa sau khi rời khỏi phòng đấu giá của luyện khí các, nàng chẳng những không đi hẳn mà vẫn ở nơi này chờ đợi. Mục đích tự nhiên Vương Lâm vừa nhìn là biết. Đừng nói lời vô nghĩa. Thay ngầm Vương Lâm lạnh như băng. Lão già phía sau người con gái áo xanh, hừ nhẹ một tiếng bước lên phía trước một bước. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, nhìn qua người này, mở miệng nói. Vừa mới hóa thân vẫn còn chưa vững chắc. Lính ngộ cũng là ý cảnh của người khác. Lùi ra. Lão già về mặt âm trầm nhưng mà trong lòng rung động. Hắn cắn răng đứng vững chân. Vương lầm liếc mắt nhìn lão già kim một cái. Tay phải búng nhẹ. Lập tức có một đạo linh quyết từ giữa ngón tay bỗng nhìn xuất hiện. Sắc mặt của lão già biến đổi. Lập tức vỗ túi chứa đồ. Lấy ra một pháp bảo hình cái ô có một tiếng động vang lên, pháp bảo xoè ra, phát ra từng đợt ánh sáng ngũ sắc. Không biết tự lượng sức. Vương Lâm hừ nhẹ. Linh quyết ấn lên trên cái ô, khiến cho nó lập tức xuất hiện vết rách. Ánh sáng ngũ sắc tức thì mờ đi. Thân hình lão già giống như là bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ đụng phải, lùi ra phía sau vài trượng, vẻ mặt đỏ hồng khác thường. Một lúc lâu sau hắn mới khôi phục lại như bình thường. Vương Lâm không muốn giết hắn, nên ánh mắt lại quay sang nhìn người con gái. Hai mắt của người con gái này lộ ra vẻ kiêng kỵ, trầm mặc một lát, lấy một hộp gấm từ trong túi chữ vật ra, hai tay đưa lên. Tay phải Vương Lâm phất nhẹ, hộp gấm bay vào trong tay. Hắn vỗ nhẹ một cái, hộp gấm vỡ vụn. Từ bên trong bay lên một cái ngọc giản. Hắn cầm ngọc giản, ngừng thần nhìn qua, sau đó ghi chép lại, rồi lại vùng tay ném ngọc giản cho người con gái, miệng nói. Nói nguyên nhân thu hút ta tới chỗ này. Người con gái áo xanh nhận lấy ngọc giản, hít vào một hơi thật sâu, sau đó thấp giọng nói. Tiền bối, khi trước vãn bối lỗ máng, quả thực không có cách nào khác. Xin tiền bối có thể vì phương thuốc lục phẩm này mà giúp đỡ vãn bối một lần. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như bình thường, chẳng có gì thay đổi. Người con gái áo xanh cắn răng, lại nói tiếp. Vãn bối là người của phiêu miểu tông Phụ thần của vãn bối là tông chủ 20 năm trước Ông ấy đi vào tiên di chi địa cho đến nay vẫn chưa về Tiên di chi địa chính là một trong hai vùng đất giữ của Chu Tước Tinh Ngang hàng với cửu U Man Hoang Với tù vi của vãn bối Không thể nào tiến vào được Xin tiền bối hãy giúp vãn bối đi vào trong đó Tìm về cho xương của cha Nói xong Ánh mắt người con gái áo xanh lộ ra vẻ đau buồn Chờ đợi vương lâm trả lời không có thời gian. Vương Lâm bình thản nói. Hắn vỗ vào túi chữ vật, xuất ra một cái ngọc giản của lão già đầu bạc, ném cho đối phương, nói. Ngọc giản này giá trị hai vạn thượng phẩm linh thạch, xem như tiền phục chế. Nói xong, thân hình hắn khẽ động, hóa thành cầu vồng biến mất. Người con gái áo xanh kinh ngạc nhìn phương hướng Vương Lâm biến mất, trong mắt nàng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nàng vốn đã không hề ôm ảo tưởng, nhưng sau khi nhìn thấy Vương Lâm ở lầu ba, Lão già bên người lập tức nói cho nàng biết Người này chính là một tu sĩ hóa thần kỳ Vừa nghe xong Trong lòng của nàng lập tức nhanh nhóm lên hy vọng Sau đó lại nhìn thấy lão già đầu bạc của luyện khí các cũng đến thăm hỏi Càng thêm xác định Vậy cho nên nàng mới mua lấy ngọc giản này Mục đích chính là muốn Vương Lâm đưa tới Vương Lâm quả thực không có thời gian Loại thuốc ở trên phương thuốc lục phẩm đó chính là lục phẩm Quy Nguyên Đan. Trên thực tế, Quy Nguyên Đan ở nhất, nhị cấp, tu Trần Quốc cũng đều sẽ có người luyện chế thành được. Nhưng chẳng qua, bọn họ luyện chế là thuốc quy nguyên đan nhất hay là nhị phẩm. Công hiệu của quy nguyên đan thì chỉ có một thôi. Đó là có thể trong thời gian ngắn khiến cho tu sĩ ăn vào sẽ khiến cho tốc độ hấp thu linh lực trong thời gian nhanh hơn gấp mấy lần. Lục phẩm quy nguyên đan cũng là như vậy. Chẳng qua tốc độ nhanh hơn có thể nói là khủng bố. Nhưng nó cũng sẽ có hạn chế. Mỗi người trong vòng 100 năm chỉ có thể ăn một viên. Nếu như ăn nhiều, thân thể bị linh lực tăng đột ngột mà kết tinh. Sau đó sẽ biến thành một tinh thạch hình người, Linh hồn bị phong ấn ở bên trong. Trải qua thời gian dài tí luyện, tinh thạch hình người này sẽ càng ngày càng nhỏ, có tỷ lệ nhất định hình thành gần bằng cực phẩm linh thạch. Ở thời kỳ thượng cổ, chân chính cực phẩm linh thạch từ trời đất sinh ra, không có phương pháp nào có thể đạt được, vậy cho nên số lượng tự nhiên cũng không nhiều lắm. Vì vậy, do có quy nguyên đan bậc cao, vậy cho nên cực phẩm linh thạch ở thời kỳ thượng cổ trên thực tế đều là như vậy mà thành. Chẳng qua, tỷ lệ này cũng không hề cao. Loại cực phẩm linh thạch đó có thể coi là gần tới cực phẩm. Sau khi nhìn miêu tả trong phương thuốc, đối với định lực của Vương Lâm cũng không khỏi mất bình tĩnh. Phương pháp này quá mức độc ác. Trong lòng hắn chân nảy ra một ý. Dựa theo miêu tả trong đan phương thì trong loại cực phẩm linh thạch đó đều sẽ có một đường máu cực kỳ nhạt. Chỉ có tu vi đã tới hóa thần mới có thể phát hiện ra. Hắn vỗ vào túi chữ vật, lấy viên cực phẩm linh thạch của mình ra, cẩn thận quan sát. Không ngờ trong số những cực phẩm linh thạch mà ta có Trừ một khối ra Còn lại đều có đường máu Vương Lâm trầm ngâm một chút Thân mình khẽ động rồi biến mất Mười ngày sau Bên ngoài cổ truyền tống trận nước sở Xuất hiện đám người Vương Lâm Lúc này sử dụng cổ truyền tống trận Vương Lâm không biết có phải là do ảo giác hay không Nhưng hắn cảm nhận được khoảnh khắc vận chuyển trận pháp Mơ hồ có một tiếng thở dài như có như không Mang theo ý giải thoát Thanh âm đó phát ra từ trong cực phẩm linh thạch một lần nữa về tới tiên di trì địa tại nước sở đây cũng lại chẳng có một sự thay đổi nào so với lúc rời đi lữ phi và thiết Nham dừng lại ở ngoài chăm dặm tiếp tục ngồi xuống ngừng luyện linh lực trong cơ thể tranh thủ sớm một ngày đã tới đại viên mãn cuộc sống của vương lâm quay trở lại như bình thường mỗi ngày hắn đều điều trị thân thể cho lý mộ uyển lý mộ uyển thì nghiên cứu phương thuốc lục phẩm kia trong đoàn phương có rất nhiều linh thảo đều đã không còn công việc của lý mộ uyển là tìm kiếm đồ thay thế Nàng không sợ chết Nhưng không muốn rời khỏi vương lâm Vì có thể ở cùng với vương lâm Toàn bộ tinh thần của nàng đều đặt vào phương thuốc này Nhưng lúc ngừng đầu lên Nàng nhìn vương lâm đang nhắm mắt ngồi Trong mắt của nàng lộ ra vẻ nồng nàn Chẳng qua bên trong sự nồng nàn đó Lại ẩn chứa thực sâu là không muốn và quyến luyến Trong lòng lý mộ uyển than nhẹ Sau một tháng Cố gắng tìm kiếm dược liệu thay thế cho phương thuốc Âu Dương Tử cũng đã được Vương Lâm gọi tới Đáng tiếc là thiên vận tử, một vị ngũ cấp luyện đan sư cuối cùng của Vân Thiên Tông đã chết rất nhiều năm trước do hóa thần thất bại. Nếu như không, ba người đồng thời nghiên cứu đan phương chắc chắn là nhanh hơn không ít. Âu Dương Tử là một người luyện đan như điên. Cả đời hắn vì luyện đan mà sống. Giờ phút này, khi nhìn đến lục phẩm đan phương giống như là thấy được điều mình theo đuổi đã lâu, giống như lập tức muốn phát điên. Gần như chỉ trong một ngày một đêm, Hắn nghiên cứu thay thế 137 loại dược liệu của lục phẩm quy nguyên đàn cùng với dược tính chia lìa và phối hợp. Mỗi khi tìm ra được một loại dược liệu thay thế, Liễu Phỉ và Tống Thanh tại Vân Thiên Tông sẽ lập tức tìm kiếm rồi đưa tới. Nếu ở trong Vân Thiên Tông không có, bọn họ sẽ mua của các phái lớn trong nước với giá cao. Nếu như vẫn còn không được, vậy thì đổi lấy manh mối của dược liệu rồi Lữ Phi và Thiết Nham sẽ đi thu thập. Thời gian thấm thoát qua đi, hai năm sau, 137 loại dược liệu của lục phẩm quy nguyên đan chỉ còn lại 3 loại không tìm được thứ thay thế. Hai năm thời gian đó, Âu Dương Tử có thể nói là mất ăn mất ngủ. Hắn quên hết tất cả mọi thứ, cứ đắm chìm trong lục phẩm đan phương. Về phần lý mộ uyển, trong hai năm đó, dùng mạo chậm rãi có dấu hiệu giả nua. Sắc mặt của nàng cũng chẳng còn trắng nữa, mà chỉ còn một màu xám. Cũng trong hai năm, Vương Lâm không ngừng dùng linh lực điều trị thân thể cho nàng, mà không thể nào ngăn cản được triệu chứng trước khi tuổi thọ chấm dứt. Mỗi lần hắn nhìn thấy dung nhan của Lý Mộ Uyển không ngừng già đi, mà trong tim hắn giống như bị đào cắt. Ánh mắt Lý Mộ Uyển càng đậm ý không muốn. Vào một đêm, ngoài trời mưa phùn tí tách. Sau khi Lý Mộ Uyển đi ngủ, Vương Lâm đứng một mình trong mưa, nhìn về phía ngọn núi đằng xa. Nỗi đau đớn trong lòng càng ngày càng đậm. Thân thể Uyển Nhi càng ngày càng yếu. Nếu như cố gắng kết anh, sợ rằng nguyên anh chưa hình thành, thân thể sẽ lập tức tử vong. Khi đó, do không có nguyên anh, chắc chắn chỉ có một con đường tiêu tán. Ngay cả hồn phách của nàng cũng không thể lấy lại. Vương Lâm ngơ ngẩn nhìn phương xa, lưu lại một tiếng thở dài, thân hình cúi xuống, lấy một bầu rượu từ trong túi chữ vật ra uống cả một ngụm lớn dựa vào nhà đá ngồi xuống rượu này là rượu hoa quả số lượng ở trong túi chữ vật của vương lâm cũng chẳng còn nhiều mỗi lần uống trong đầu hắn sẽ nhớ tới cảnh tượng đại ngưu khi còn nhỏ đưa rượu vương thúc thúc tới kinh đô buôn bán là để chuẩn bị kiếm nhiều tiền rồi trở về lấy vợ sao ừ chờ ta kiếm được thật nhiều tiền liền trở về lấy vợ cảnh tượng năm xưa gợi lại trong lòng vương lâm uống sạch bầu rượu hai mắt lụ ra vẻ kiên định ngẩng đầu nhìn trời đúng vào lúc này bỗng nhiên trong phòng âu dương tử nghiên cứu phương thuốc cách đó không xa truyền đến một tiếng hô nhỏ ngay sau đó âu dương tử vội vã lao ra khỏi phòng khi nhìn thấy vương lâm trong màn mưa hắn lại hơi ngẩn người nhưng ngay sau đó lập tức bước nhanh thêm vài bước phấn khởi nói tông chủ Ta đã tìm ra được dược liệu thay thế ba loại cuối cùng rồi. anh mắt Vương Lâm sững lại, nhìn về phía Âu Dương Tử. Âu Dương Tử vội vã lấy ra một cái ngọc giản, sau khi đưa cho Vương Lâm, nói. Ba dược liệu này đã tuyệt tích, nhưng ta tìm được 34 loại dược liệu. Nếu như đem chúng phối hợp lại, có thể một ít tác dụng. Tuy nói rằng hiệu quả không mạnh như là nguyên bản, nhưng chắc chắn là không thua kém gì nhiều. Vương Lâm cầm lấy ngọc giản, thần thức quét qua, sau đó lập tức ghi nhớ trong lòng Những loại dược liệu này cũng lại không gặp nhiều đâu Vân Thiên Tông chỉ có bốn loại thôi Sợ rằng phải tới một số tứ cấp tu chân quốc mới có thể lấy được Âu Dương Tử nói Vương Lâm đứng dậy Cầm ngọc giản trong tay Thân hình hắn lóe lên rồi biến mất Vào thời điểm hắn rời đi Trong căn nhà đá Lý Mộ Uyển mở hai mắt Trong mắt lộ ra một tia không muốn người vĩnh viễn cũng nhìn không tới bộ dạng lúc ta cô độc nhất. Bởi vì lúc không có người ở bên cạnh, ta mới cô độc nhất. Khỏe mắt của Lý Mộ Uyển lưu lại hai hàng nước mắt. Chán của nàng đã xuất hiện một ít vết nhăn. Giờ phút này, nàng thoạt nhìn già đi 10 tuổi so với hai năm trước. Lần này, Vương Lâm đi cũng không mất bao nhiêu thời gian. 7 tháng sau, vẻ mặt hắn tràn đầy mỏi mệt về tới sở quốc. Trong khoảng thời gian 7 tháng đó, Vương Lâm không hề nghỉ ngơi, gần như chạy khắp phần lớn tứ cấp tu Trần Quốc cùng với một số kinh thành của ngũ cấp tu Trần Quốc. Cuối cùng dùng tất cả những loại thủ đoạn, mua, đổi, cướp đoạt, toàn bộ sưu tập đầy đủ hết. 7 tháng qua, hắn trải qua mấy trận chém giết, trong đó hung hiểm nhất là hai lần tại ngũ cấp tu Trần Quốc. Một là tu sĩ hóa thần trung kỳ nắm giữ vong cảnh, một loại ý cảnh đặc thù. Vương Lâm cùng với hắn đánh, mặc dù cuối cùng là thắng, nhưng cũng là thắng hiểm. Sự đáng sợ của vòng cảnh khiến cho trong lòng Vương Lâm vẫn còn sợ. Một lần khác là một tu sĩ hóa thần hậu kỳ. Ý cảnh của người này tuy rằng bình thường, nhưng cũng sắp sửa là hóa thần viên mãn. Ý cảnh tuy tầm thường, nhưng ở trong tay người này cũng có rất nhiều sự biến hóa. Vương Lâm phân tích, thực lực của hắn cho dù là hồng điệp cũng sẽ kém một chút. Cuối cùng, Vương Lâm đánh ngang tay với người này. Trong khoảng thời gian 7 tháng, Vương Lâm biết ở Chu Tước Quốc, Hồng Điệp không phải là số 1 trong số tu sĩ hóa thần. Bởi vì vẫn còn có một ít cao thủ ngầm. Những người này tuy không đạt tới anh biến, nhưng thực lực cũng rất mạnh. Nhất là một ít người có ý cảnh đặc thù, càng có thực lực không bình thường. Trở lại sở quốc, Vương Lâm không dừng lại mà mau chóng chạy về hướng Sơn Cốc. Ở bên trong Sơn Cốc Thần thức Vương Lâm đảo qua, biết được hai người Lữ Phi và Thiết Nham đã có thể tiến vào khoảng một dặm, chịu được áp lực cực kỳ lớn mà ngừng luyện linh lực. Tù vi của hai người bọn họ so với khi trước tăng cao hơn một chút. Thân hình Vương Lâm xuất hiện ngoài căn nhà đá. Khoảnh khắc hắn đẩy cửa tiến vào, thân mình không tự chủ được mà run lên. Trong mắt hắn là một dáng người. Người đó có một mái tóc dài, nhưng chẳng qua một nửa đã là màu xám trắng. Trong lòng Vương Lâm đau đớn, hắn tiến thêm vài bước đứng bên người lý mộ uyển nhìn khuôn mặt của nàng vốn xinh đẹp tuyệt trần mà giờ phút này càng thêm già nua uyển nhi ta đã trở về dược liệu cũng đã mang về rồi vương lâm hạ giọng nói lý mộ uyển mỉm cười không nói gì mà nhìn thật sâu vào trong mắt vương lâm một cái sau đó hạ giọng nói không nên tiếp tục đi nữa. Hãy ở lại cùng muội. Thời gian của muội không còn nhiều. Muội sẽ không chết. Vương Lâm nhìn Lý Mộ Uyển, nghiêm túc nói. Lý Mộ Uyển cắn môi dưới, lại khẽ gật đầu, dựa vào trên người Vương Lâm. Lông mi của nàng run run lên, nhắm hai mắt lại. Hết trường Hết tập 95 Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo Để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie Cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tiên Ngực trên kênh MC Annie Chuyện Audio Tiên Hiệp